kính thưa các bạn hôm nay tiết già xin chia sẻ chủ đề nói về đừng ăn xài phung phí để dành năm rồng rắn ngựa dê có mà xài đó là tiết già biết và chia sẻ cùng các bạn để các bạn cũng như là mình cảm thấy cái gì mà không cần thiết thì đừng có nên sắm sửa để dành ở đây không phải là để dành tiền nha các bạn hay là để dành cũng như là hãy dành dụm cho có tiền thật là nhiều ý nói rằng á là mình xài nhiều quá là mình hết phước mình không qua khỏi cái năm rồng rắn ngựa dê sắp tới tại vì bài này á là đức thầy dặn dò bổn đạo tây phương thầy lại quá xa nên ta mới nói cạn lời dân nghe đừng ham lên ngựa xuống xe ăn xài phung phí lụa the làm gì đây là lời của đức thầy cũng như là dặn dò cho mình những cái năm mà sắp tới đó các bạn đức thầy nói rằng là xuống trần ta dạy cố lì cốt cho trần thế nghe thì mới thôi ý nói rằng á là hạ đức thầy cũng như là dạy giống như là nói hoài nói hoài luôn cho mình cũng như là hả để chừng nào mình hiểu thôi mà các bạn thấy không người hiểu người không đây là tiết già chia sẻ để cũng như là mình mai duyên mình mới nghe được những lời đức thầy dặn dò để mình đừng có ăn xài phung phí cái này là cái cách tu gọi là tích phước rất là dễ mà rất là nhanh không có cũng như là làm mất thời gian của các bạn đúng không mình đơn giản thôi mình không có cần thiết cũng như là những cái gì mà nó sang trọng quá thì mình đừng mua đừng sắm có cái gì mình xài cái đấy mình tích phước để coi những những cái năm tới này rồng rắn ngựa dê mà mình có phước để mình xài tại vì sắp tới rất là khổ nha các bạn thấy coi như là hả giống như là những cái chỗ mà hả miền trung nè rồi hả đồng nai nè những cái chỗ mà hay lũ lụt quá các bạn thấy không không bao giờ một lần đâu mà liên tục luôn các bạn để ý mà phải cẩn thận cũng như là mình không xài phung phí để mình tích phước lại để mình cũng như là để dành đó các bạn các bạn có biết rằng những năm mà giống như là mình có được chiếc xe lết xe lôi đó các bạn là đây là coi như là hả lời tiên tri từ cái đời nhà lê đó các bạn chứ không phải là hả mà giống như mình có xe lết xe lôi mà hả mình à, mình không biết quý trọng trong cái thời gian đó rồi bây giờ cũng như hết cái thời mà xe lết xe lôi đó các bạn. Rồi bây giờ tới gì? Tới hiện bây giờ là cái gì nè? là gọi là xe hơi đời mới đó các bạn thấy không mà cái gì cũng đã có lời tiên tri trước hết rồi ngày nay xe lết xe lôi đúng lời truyền sấm của hồi đời lê từ đời lê là đã truyền biết trước cái lời tiên tri để lại là giống như là hả Trần Giang sẽ có xe lết xe lôi sắp tới nữa là Trần Giang có gì là nói hiện tại bây giờ đó các bạn là hiện tại bây giờ giống như là có gì có vật chất rất là nhiều trên trần gian rồi còn bắt đầu tiên tri từ đây sắp tới coi như là thu hồi lại đó các bạn là năm rồng rắn ngựa dê chúng sanh thế giới ê chề thay phơi rất là khổ nha các bạn phải tích phước coi như là mình mới gì mới trụ được đó các bạn rồi các bạn có biết rằng là coi như là hả trạng trình truyền sắm mấy lời ngày nay dân chúng dậy thời ráng tri đây là mấy trăm năm rồi nha các bạn hiền nhân bổn phận tu mi hải mau thức tỉnh kiếm thì quyền cơ ý nói rằng á là bây giờ tìm lại cũng như là quyền cơ từ đức thầy từ sống trạng trình từ đời nhà lê tất cả những gì mà tiên tri là dần dần sẽ ra hết nha các bạn gió dông thì cội cây rung phương xa có giặc thung dung đặng nào tức là cái câu này ý nói đơn giản vậy mà các bạn thấy mình chết đói không nó từ hồi mà lúc mà coi như là hạ khởi chiến mà đất nước du khen với lại là nga các bạn biết không hai cái nước này á cũng như là nó đụng độ mà nó đâu ở phương xa đó chứ đâu có riêng về gần nơi mình đâu mà bây giờ coi như là hạ phương xa có giặc mà thung dung đặng nào coi như là ở phương xa có giặc mà mình ở đây mình đâu có thể nào mà mình thông thả thông dông được đó rồi những gì mà coi như là thực phẩm á các bạn thấy không càng ngày càng khan hiếm trời tây chúng nó hùng hào đem lòng gây gỗ máu đào mới tuôn nếu như mà chúng nó không có hùng hào thì coi như dân chúng đất nước như khen đâu có bị gì đâu có máu đào mà tuôn rồi bây giờ mình chỉ biết như thế nào cầu trời cho chúng qua truông thế gian yên lặng hát tuồng khải ca cái câu này á là các bạn biết nói biết ý nói sao không ý nói là cầu cho qua được những cái giặc giả chiến tranh tuy rằng nó ở phương tây nó không phải là ở ngay mình nhưng mà nó rất là khổ nếu mà qua được đó các bạn biết không hát tuồng khải ca tức là minh dương xuất thế dân chúng coi như là hạnh phúc đó các bạn mà cái này là mình phải cũng như tu cho thật là nhiều trên thế gian này Ai cũng phải bước vào đường tu Thì coi như mới được hạnh phúc mới được gì Mới được hát tuồng khải ca Tức là mình được gì Trần gian mình im ấm hạnh phúc đó các bạn Nó khởi chiến đến nay là chưa chấm dứt đó các bạn thấy không rồi thì dân chúng chưa được yên dù ở xa Cũng ảnh hưởng đến gì? Đến vật chất Coi như là hạ vật giá nè rồi hả tất cả những gì mình có sống được không các bạn bây giờ nó khó dữ lắm luôn bây giờ mà nếu mình mà ăn xài phung phí là coi như là tới cái năm sắp tới là các bạn biết không là đến năm mà rồng rắn ngựa dê là không đủ phước để xài đó các bạn cái đói khổ á, lần này á, là còn kèm theo như gì nữa nè các bạn kèm theo nước dân mà trôi hết nhà cửa xe cộ vật dụng đó mà không phải là trôi hết cái cũng như cái quả địa cầu nha các bạn ví dụ như ở tỉnh kia yên thì tỉnh này trôi cứ gì mà thay phiên nhau mà làm hoài luôn đó các bạn thấy không rồi coi như là nhất là cái tỉnh đồng nai đó các bạn thấy là bị liên tục luôn bài này chia sẻ cho những ai còn chạy theo gì con đường danh lợi hãy buông bỏ mà giác ngộ hãy quay đầu về cho kịp gì kịp cái ngày phán xét coi như là những cái năm tới rất là khổ tại vì mái đạo không xa xôi quay đầu lại thấy rồi thấy ra mau hay chậm là do sức tỉnh hồi ý nói rằng là nếu như chúng ta quay đầu lại là cái chữ đạo nó rất là gần luôn nó không có xa mà nếu như chúng ta cũng như là cái sự thức tỉnh của chúng ta đó là ăn thua chúng ta cũng như là hạ giác ngộ nhanh hiểu đạo một cách nhanh chóng và cũng như tích phước đừng có xài nhiều nữa càng xài chừng nhau ma quỷ các bạn biết không nó cũng như nó làm cho mình đen tối cứ là nghĩ rằng xài tiền xài tiền mua sắm mua sắm nó cứ như vậy hoài là mình không bao giờ mình tu tập được mình không bao giờ gần với chữ đạo được tại vì nếu như mình gần với chữ đạo là ma quỷ nó lôi mình ra đó các bạn nó mạnh dữ lắm luôn cho nên cái này là mình phải cứng rắn mới được sắp tới đây là các bạn biết hồn là khi mà chúng ta đã giác ngộ rồi thì chúng ta cần gì nè kinh kệ cần lo tiếp tục truyền tỉnh hồn bá tánh giấc sầu miên bỏ đi lối sống theo ma quỷ lời của ngài thanh sĩ nha các bạn đây là nói chung là đấng từ bi đấng cứu thế đấng coi như là tối cao những vị giác ngộ những vị tu hành lâu năm tất cả những lời tiên tri như nhau hết các bạn cũng giống nhau hết nó nhưng mà tại vì viết như cũng như tùy theo văn xuôi hay là văn bóng nghĩa bóng rồi đó các bạn cho nên mình thấy nó cũng như nó hơi khác thôi chứ thật ra là chỉ cùng một gì chỉ là một con đường để dành cho chúng ta gần với cái chữ đạo để bước vào cái sự tu tập mà kịp đến ngày phán xét đó các bạn bỏ đi cái lối sống mà theo ma quỷ tìm đến đường xanh cõi phật tiên công lớn ngọc vàng đâu dám sắm đức cao tước lộc khó so duyên không có gì bằng cái chữ tu hết không có gì bằng bước vào đường tu hết các bạn nói rằng á bây giờ các bạn nói nha, tu là gì tu là như thế nào làm gì mà phải bắt buộc phải tu nè bây giờ mình nói cho các bạn nghe như thế này nè bình thường các bạn rất là khỏe mạnh đúng không nhưng mà khi các bạn có bệnh rồi các bạn có cầu nguyện không có cầu nguyện ơn trên không thì đó chính là gì đó chính là chữ tu mình cần tu là cần như vậy đó các bạn rồi cái lúc mà các bạn tiền thật là nhiều nè nhà cao cửa rộng nhưng mà đến cái lúc mà hả coi như nước trôi ấy, như những lần mà trôi hết những cái vật chất trên trần gian các bạn thấy không rồi lúc này mình có cầu trời khẩn phật không cho nên cần tu là như vậy đó các bạn cần coi như là hạ để đức độ cao để không có còn tước lọc nào mà kho cũng như là sánh nổi cái con đường tu tập của mình bỏ hết ăn xài phung phí là tích phước nhanh nhất đó các bạn tiếp già chia sẻ cái chữ tu nó quá là đơn giản giống như các bạn muốn sắm một cái vật gì trong gia đình hoặc là các bạn sắm những cái tư trang cá nhân vàng dòng chuỗi hột gì đó mà nó quá đắt tiền đúng không thì các bạn suy nghĩ lại mình có nên mua không ví dụ như mình con nhà tỷ phú thì không có sao tại vì có nhiều bạn giống như là còn thiếu nợ nó mượn tiền góp tiền sách mà cứ mua vàng dòng mỹ phẩm gì à, rồi nhà cửa coi như là mua góp trả góp nhà góp xe góp ghế salon góp cái gì cũng góp hết các bạn thấy không rồi nó khổ chứ không có gì hết á đây là nhiều khi mình nói ủa sao kỳ Vậy tự nhiên tôi cứ đi mua đồ góp mà tôi mắc nợ hoài đây là gọi là ma quỷ nó cám dỗ mà mình không biết tức già chia sẻ để các bạn tích phước lại để các bạn cũng như là hạ đánh được cái sự gì cái sự mà hạ ma quỷ cám dỗ, các bạn không có sống theo cái lối sống ma quỷ nữa là tự nhiên coi như là hạ lòng từ bi mở rộng. Lúc này các bạn có được gì? Có được cái con đường tu tập coi như là hạ đức độ cao thì hạ nó qua khỏi những cái năm sắp tới đó các bạn. Tiếp giờ xin kính chúc cả các bạn ai cũng bước qua khỏi năm mà rồng rắn ngựa dê để mình tiếp tục cái con đường hành đạo. Video tiết già chia sẻ đến đây kết thúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo.